Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Sức khỏe Online. Hôm nay Sức khỏe Online xin chia sẻ đến quý vị khán giả một vị thuốc trong đông y nó rất có nhiều hiệu quả trong việc điều trị bệnh cho con người. Đó là vị thuốc Nghiêu Bàn Tử. Vậy vị thuốc Nghiêu Bàn Tử nó có những tác dụng dược lý gì? Xin mời quý vị và khán giả đón xem. Ngưu bàn tên khác, tên thường dùng, đại đao tử, á thực, hắc phong tử, thử niêm tử, lệ thực, mã diệt danh thử niêm, ngưu bản, đại lực tử, bản ông thái, tiện khi ngưu, biên bức thứ. Ngưu bàn là một cây thuốc quý. Ngưu bàn là một cây sống hàng năm hay hai năm, cao chừng từ 1-5 mét. Phía trên phân nhiều cành. Lá mọc thành hoa thị ở gốc và mọc so le ở trên thân. Lá to râu, hình tiên, đường kính tới 40-50 cm, cuốn lá dài, mặt dưới lá mang nhiều lông trắng. Hoa tự hình đầu, mọc ở đầu cành. Cây ngưu bàn mới di thực từ Trung Quốc sang nước ta mấy năm nay, 1959. Ngay tại Trung Quốc, nguồn cung cấp chủ yếu cũng do trồng mà có ít thu nhập ở những cây mọc hoang. Trong đợt điều tra dược liệu Lào Cai, Hoàng Liên Sơn, 7/1967, đoàn điều tra đã thấy ở vùng cao nguyên Bát Sát có cây ngưu bàn mọc hoang. Vào các tháng 8, 9, khi quả chín thì hái về, đập lấy quả, phơi khô là được. Khi háo cần đeo găng cho khỏi bị gai ở quả đâm vào tay. Nếu dùng dễ thì hái vào mùa xuân thứ hai, trước khi ra hoa, nếu không rễ sẽ bị xơ nhiều và mất hết tác dụng. Hái quả vào tháng 8, 9 thì cần gieo ngay, hạt mọc nới tốt, sau khi gieo 18 tháng, tức là mùa xuân năm sau, đào rễ về, rửa sạch, thái thành từng miếng dài 2 cm, phơi hay sấy cho thật khô, mới khỏi mốc hỏng. Trong quả ngưu bàn gừng ta chiết xuất được 15-20% chất béo và một chất gọi là glucosid gọi là actin C27H34O11H2O. Ngoài ra còn lactin, alkalite, quy thủy phân chất actin, arotin bằng axit nhẹ, ta sẽ được chất actigin C21H24O6 và glucosa. Trong chất béo thành phần chủ yếu gồm các layer của các axit palmitic, citratric và oleic. Trong rễ ngưu bàn có tới 57% inulin, có khi tới 70%, 5-6% glucosa, một ít chất béo, 0,4%, chất nhầy, chất đắng, nhựa và muối kali, nitrat và carbonat. Tây y dùng lá ngưu bàn hái vào mùa xuân làm thuốc thông tiểu, ra mồ hôi, tẩy máu dùng trong các bệnh tê thấp, đau và xương khớp, một số bệnh ngoài da, hắc lào, mặt có nhiều trứng cá, lở loét. Còn dùng cho người bị đường tiện, tái ra đường, vì người ta cho rằng cao rễ ngưu bàn có tác dụng giảm glucosa trong máu, dùng cuống và thân cây làm thức ăn có tác dụng làm tăng lượng glycogen trong gan. Quả có tác dụng trừ phong, tán nhiệt, thông phổi làm mọc ban chẩn, tiêu thủng, giải độc, sát trùng. Rễ có vị đắng, cay, tính hàn, có tác dụng lợi tiểu, loại được axit uric, khử lọc, làm ra mồ hôi, lợi mật, dưỡng tràng, chống giang mai, trị đái đường, diệt trùng và chống nọc độc. Có tác dụng tán phong nhiệt, thanh nhiệt giải độc, xuyên phế thấu chẩn. Dùng chữa ngoại cảm, biểu chứng, ma chẩn, đậu sỏi, vị thấu, không thấu, phong chẩn yết hầu sưng đau, hung hủng. Những người tỳ vị hư hàn, nghĩ lỏng không dùng được. Nhân dân châu Âu còn dùng lá non và thân, có khi dùng cả rễ đem giã nhỏ rồi đắp vào nơi rắn độc, sâu, bọ, ong, muỗi và rết cắn. Có lẽ do tác dụng của các men oxidasa có nhiều trong lá và pH liều dùng, ngày dùng 4-12 gam dạng thuốc sắc dùng ngoài liều không cố định kiên kỵ, không dùng ngưu bàn cho người bị tiêu chảy, tâm tỳ hư ứng dụng lâm sàng của vị thuốc ngưu bàn chữa đậu chẩn mọc trong cổ họng. Ngưu bàn tử 8 gam, cắt cánh 6 gam, cam thảo 3 gam sắc uống trong ngày. Chữa cảm mạo, thủy thủng, chân tay phù, ngưu bàn tử 80 gam sao vàng. Ngày uống 8 gam bột này chia làm 3 lần uống, dùng nước nóng chiêu thuốc. Chữa trẻ con lên đậu mọng không thuận, nóng sốt cổ họng tắc, ngưu bàn, sao, 5 gam, kinh giới tuệ 1 gam, cam thảo 2 gam, nước 200ml, sắc còn 50ml cho uống. Nếu đậu mọng rồi vẫn uống được, nếu đại tiện lợi chớ dùng. Bài thuốc chữa phù thận cấp tính, ngưu bàn tử 6 gam, nửa sao, nửa uống, phù bình, sao khô, 6 gam, tất cả tán nhỏ ngày uống 3 lần mỗi lần uống 5 gam dung nước nông chiêu nước, kinh nghiệm của Diệp Tuyết Tuyền. Tán nhiệt, giải biểu, các chứng đã
mạo phong nhiệt, toàn thân phát sốt, sợ lạnh, miệng khát họng rát, ho, khạc ra đờm vàng. Bài 1, ưu bàn tử 12 gram, bạc hà 6 gram, huyền thoái 6 gram. Sắc uống ngày 1 thang. Bài 2, ưu bàn tử 24 gram, kim ngân 40 gram. Liên kiều 40 gram, cắt cánh 24 gram, bạc hà 24 gram, cam thảo 20 gram, đạm đậu xị 20 gram, hoa kinh giới 16 gram, lá tre 4 gram. Tán bột, lấy 24 gram hãm với nước sôi để uống, ngày 3-4 lần tùy theo bệnh nặng nhẹ. Thúc sởi, tống độc, dùng khi bệnh sởi chưa mọc, phát ban, mụn nhọt. Bài 1, ngưu bàn tử 16 gram, kinh giới tuệ 8 gram, cắt căn 12 gram, bạc hà 4 gram, liên kiều 12 gram, tiền hồ 8 gram, cắt cánh 8 gram, hạnh nhân 12 gram. Sắc uống.